xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Và giữ đúng với lời hứa của anh em ở trong các video trước đấy thì hiện tại trên tay của mình đây đang là 57 triệu đồng. Hay gọi một cách khác thì đây chính là bộ đôi Galaxy S21 Ultra và Samsung Galaxy S21 Plus. Và để cho chúng ta tìm hiểu xem là liệu với một cái mức giá nó chênh lệch nhau lên tới 5 triệu đồng thì hai chiếc máy này sẽ có những cái điểm cắt giảm gì và có những cái điểm nâng cấp gì so với phiên bản rẻ hơn, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và cũng như so sánh nhanh hai chiếc máy này nhá. Bắt đầu video nào. Và trước khi mở hộp thì mình cũng có một vài lưu ý dành cho anh em. Đấy là chữ S và chữ Galaxy năm nay ở trên hộp của chiếc Galaxy S21, toàn bộ series S21 luôn, là màu gì thì chúng ta sẽ có chiếc máy với phiên bản màu đấy. Một lưu ý nhỏ nhỏ. Và nhìn qua thì anh em cũng đã biết, đấy là Galaxy S21 Ultra của mình sẽ có màu là Phantom Silver, còn ở bên này chúng ta sẽ có màu là Phantom Black. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp hai chiếc máy này nha. Đầu tiên, giá rẻ thì phải mở trước, đấy là Galaxy S21 Plus. Chắc chắn rồi chúng ta sẽ có, đấy là chiếc Galaxy S21 Plus nằm ở phía trên. Ở trong này thì mạnh dạn dự đoán luôn, đi theo chủ trương là ai rồi cũng phải bảo vệ môi trường thôi, thì chúng ta cũng sẽ có, đấy là một tập sớ, và ở bên trong chúng ta sẽ có, đấy là một cục cáp sạc. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi khó lấy một chút đây. Đó, và que chọc SIM sẽ đặt ở bên phía góc bên này. Còn đối với chiếc Galaxy S21 Ultra thì có lẽ phần mở hộp của mình nó cũng sẽ hơi tượng trưng một chút thôi, vì cơ bản rằng ấy, những cái món phụ kiện ở trên chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra nó cũng sẽ tương đồng. Đấy là đầu tiên, Galaxy S21 Ultra này. Tiếp theo, ở bên trong chúng ta cũng sẽ có, đấy là một tập sớ cũng như là đấy, dây sạc không thôi. Samsung năm nay đi theo chủ trương là ai rồi cũng sẽ phải bảo vệ môi trường, thế nên chúng ta đã bị cắt giảm mất củ sạc 25W ở trong hộp rồi. Hết rồi, đó là toàn bộ những cái món phụ kiện ở trên cả hai chiếc máy này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh bộ đôi Galaxy S21 Plus và Galaxy S21 Ultra. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xét về cái vấn đề là trọng lượng ở trên cả hai chiếc máy này. Thì trên những cái trải nghiệm thực tế của mình thì trọng lượng ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra, tất nhiên rồi, nó sở hữu một kích thước to hơn thì trọng lượng của máy nó cũng sẽ nặng hơn khá nhiều so với chiếc Samsung Galaxy S21 Plus này. Tuy nhiên thì có một trong những cái ưu điểm mà chiếc Galaxy S21 Plus này nó sẽ sở hữu được, đấy là phần module camera. Như anh em có thể nhìn thấy thì phần module camera ở trên chiếc Galaxy S21 Plus mình nhìn nó sẽ trở nên liền mạch hơn khá nhiều so với mặt lưng ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra có một phần module camera nó rất lồi lên như thế này. Và nói qua đôi chút về phần module camera đi, thì cá nhân mình đánh giá rằng phần module camera ở trên chiếc Galaxy S21 Plus nó sẽ nhỏ gọn hơn, nhưng bù lại thì nó sẽ hơi lệch lạc một chút. Đấy là phần đèn flash LED nó sẽ được đặt ở bên phía bên ngoài như này. Nếu như Samsung đặt vào phía bên trong này và kéo dài phần module camera lên thì nó cũng là một cái gì đấy khá hay ho. Còn ở trên Galaxy S21 Ultra chúng ta sẽ có một hệ thống rất nhiều ống kính ở đây, như anh em có thể nhìn thấy. Chúng ta sẽ có tổng cộng đấy là 3 ống kính và đi kèm với đấy, chính xác là chúng ta sẽ có 4 ống kính và đi kèm với một cảm biến laser autofocus. Cụm đèn flash LED thì sẽ được đặt giữa cảm biến laser và camera thứ 3. Về chất liệu thiết kế đi thì cả hai chiếc máy này sẽ đều được hoàn thiện bằng kính. Tuy nhiên thì phần kính ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra theo những cái trải nghiệm của mình cầm máy mình cảm giác là nó sẽ hơi dày hơn một chút. Và cái này nó cũng chỉ là những cái trải nghiệm thực tế của mình thôi, không biết là anh em có cảm nhận được điều này khi mà ra store sử dụng thử hay không thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Còn về phần khung đi thì phần khung ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra năm nay sẽ được làm bóng, chính xác hơn là toàn bộ series Galaxy S21. Cái này nó cũng sẽ là một lưu ý nho nhỏ của mình, đấy là ở tùy thuộc vào các phiên bản màu sắc khác nhau thì chúng ta sẽ có phần khung của máy có được làm bóng hay không. Và lưu ý của mình đấy là phần khung bóng như thế này thì nó sẽ rất dễ bị bám mồ hôi và dấu vân tay, thế nên nó cũng là một cái hạn chế nho nhỏ ở trên những cái màu sắc ở trên chiếc máy này. Nó đẹp thì nó đẹp thật, tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải lau chùi máy một cách thường xuyên hơn. Và tất nhiên như mình cũng vừa mới nói, đấy là Samsung cũng sẽ không trang bị ốp cho chúng ta ở trên chiếc máy này. Tiếp theo thì cũng có một vài cái lưu ý nho nhỏ của mình dành cho anh em, đấy là phần các góc ở phần màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra nó sẽ được bó cong, còn màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Plus nó sẽ được làm phẳng. Với việc được bó cong thì nó có tác dụng gì? Đầu tiên là sẽ giúp cho chúng ta sử dụng được cái phần ứng dụng ở cạnh viền một cách tốt hơn khá nhiều. Nhưng Galaxy S21 Plus thì sẽ giúp cho chúng ta có thể bảo đảm về cái tính an toàn trong quá trình sử dụng, lỡ mà chúng ta có làm rơi phần mặt kính. Và điểm qua đôi chút về chất liệu thiết kế thì cả hai chiếc máy này sẽ đều sử dụng chất liệu thiết kế bằng kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 7, hay còn được gọi là Gorilla Glass Victus, để đảm bảo cho chúng ta về vấn đề độ bền. Nói qua đôi chút về những cái trải nghiệm ở phần mặt trước thì phần mặt trước ở trên cả hai chiếc máy này sẽ đều sử dụng kiểu thiết kế màn hình, đấy là màn hình đục lỗ. Cá nhân mình thì mình không đánh giá quá nhiều về cái trải nghiệm ở trên cái màn hình đục lỗ này, vì đơn giản là Samsung đã gia công nó quá tốt và sử dụng nó từ thế hệ Galaxy S10 rồi. Đây là một thế hệ mà mình đánh giá là đem đến cho chúng ta khả năng hiển thị vô cùng hoàn hảo, với phần viền trên viền dưới nó rất cân đối. Đây là chiếc Galaxy S21 Ultra mình đang để dark mode nha. Bây giờ mình sẽ mở light mode lên để cho anh em xem là nó có cân đối hay không. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần cài đặt này, chúng ta vào phần màn hình và chúng ta bật chế độ sáng lên. Thì như anh em có thể nhìn thấy đây, màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra nó cũng sẽ rất cân đối. Nguyên nhân đấy là nếu như anh em nhìn thấy ở ngoài thì nó phần viền dưới nó hơi dày hơn một chút, cũng như là phần viền trên nó hơi dày hơn một chút. Vì hãy nhớ một điều, đấy là màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra này nó bo cong ở bên phía cạnh trái và cạnh phải của màn hình mà thôi.
Tiếp theo, điểm qua đôi chút về thông số màn hình thì màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra sẽ có kích thước là 6.8 inch và màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Plus sẽ có kích thước là 6.7 inch. Nhìn qua đôi chút thì như anh em có thể nhìn thấy thì màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra sẽ có mức độ sáng cao hơn. Nguyên nhân đó là bởi vì độ sáng ở trên chiếc máy này sẽ có mức độ sáng lên tới là 1.500 nit, còn ở trên Galaxy S21 Plus chúng ta sẽ chỉ có mức độ sáng là 1.300 nit mà thôi. Và mình đang sử dụng ở ngoài trời thì những cái trải nghiệm nó khác biệt một cách rõ rệt luôn. Thế nên anh em có thể cân nhắc là liệu anh em có nhu cầu sử dụng ngoài trời nhiều không. Thì nếu như anh em sử dụng ngoài trời nhiều và yêu cầu mà sử dụng tốt được ở trong các điều kiện ví dụ như kiểu nắng cực hay nắng dại thì mình khuyên anh em đấy là nên lựa chọn chiếc Galaxy S21 Ultra. Còn đối với Galaxy S21 Plus thì nó sẽ đáp ứng cho chúng ta vẫn vừa đủ dùng mà thôi. Nhưng bù lại thì độ sáng của nó sẽ thấp hơn so với phiên bản nâng cấp của nó một chút. Và nói qua đôi chút về cái độ phân giải màn hình đi thì độ phân giải màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Plus sẽ là độ phân giải màn hình Full HD cộng, còn độ phân giải màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra sẽ là độ phân giải màn hình 2K cộng hay còn được gọi là Quad HD cộng. Và trên những trải nghiệm thực tế thì hầu như là chúng ta sẽ không cảm nhận quá rõ được cái sự chênh lệch này, trừ khi anh em để ý rất kỹ hoặc là đã sử dụng quen những cái màn hình với độ phân giải 2K mà thôi. Nhưng có một vài lưu ý nữa, đấy là do được sử dụng tần số quét 120Hz thế nên cả hai chiếc máy này đều đem đến cho chúng ta những trải nghiệm chạm vuốt rất mượt mà. Nhưng có một lưu ý đấy là chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra này chắc chắn là nó sẽ rất ngốn pin. Thế nên trong quá trình sử dụng mình khuyên anh em đấy là nếu như sử dụng 120Hz thì sự lựa chọn tối ưu nhất cũng chỉ là Full HD cộng 120Hz mà thôi. Thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta về vấn đề đấy là về thời lượng sử dụng. Và ở trong phần độ mượt của chuyển động thì ở trên chiếc máy này cả hai luôn thì chúng ta sẽ có mục đích tương thích và chuẩn để giúp cho chúng ta có thể tùy chỉnh được cái tần số quét màn hình giữa 60Hz và 120Hz qua đấy để tăng cho chúng ta được những cái trải nghiệm sử dụng cũng như kéo dài thời lượng pin như mình cũng vừa mới nói. Nếu như những anh em nào mà cảm thấy rằng 60Hz vẫn đủ dùng, anh em cứ chuyển về chuẩn mình để tăng thời lượng sử dụng. Tiếp theo về camera đi thì editor sẽ chèn text cho chúng ta về camera ở trên cả hai chiếc máy này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào giao diện camera để xem hai chiếc máy này sẽ có những cái tính năng gì nổi bật. Đầu tiên chúng ta sẽ vào mục khác nha để chúng ta xem là chúng ta sẽ có những cái tính năng gì. Thì về cơ bản thì chúng ta sẽ có những cái tính năng nó gần như tương đồng với nhau luôn. Vẽ tay AR, chuyên nghiệp, toàn cảnh, thức ăn, ban đêm, chân dung, nó có những cái tính năng gần như là tương đồng so với nhau, mặc dù thông số nó chênh lệch với nhau rất nhiều. Và ngay bây giờ thì mình sẽ chụp một vài bức ảnh để chúng ta có thể đánh giá nhanh chất ảnh ở trên cả hai chiếc máy này. Như vậy là chúng ta đã chụp xong ảnh ở trên cả hai chiếc máy này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau so sánh đôi chút về ảnh ở camera sau. Khi mà xét về ảnh camera sau đi thì cái góc chụp ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái góc chụp nó rộng hơn đôi chút. Đi kèm với đấy thì những cái thuật toán xử lý hình ảnh ở trên chiếc S21 Ultra ấy, thì ảnh ở trên chiếc máy này nó sẽ đem đến cho chúng ta độ chi tiết cao hơn và nó sẽ khắc phục đôi chút được cái vấn đề liên quan đến tốc độ lấy nét so với thế hệ tiền nhiệm. Nhưng cả hai chiếc máy này đều đang gặp một vấn đề, đấy là chất ảnh cho ra thì nó sẽ hơi rực rỡ một chút. Nhưng đây không phải là một vấn đề mà đây là một đặc trưng ở trên những cái dòng máy của Samsung rồi. Thế nên là mình cũng không có quá nhiều thứ để mình so sánh giữa hai chiếc máy này. Nếu như mà để xét về cái thuật toán xử lý hình ảnh vì cơ bản rằng cả hai chiếc máy này đều đi theo trường phái xử lý hình ảnh rất rực rỡ. Về camera selfie thì Galaxy S21 Plus sẽ giúp cho chúng ta có được những cái bức ảnh mà da người nó sẽ được làm mịn, và ảnh ở trên chiếc Galaxy S21 Plus nó sẽ làm mịn hơn khá nhiều so với ảnh ở trên S21 Ultra. Với một cái thông số độ phân giải lớn hơn thì ảnh ở trên S21 Ultra sẽ đem đến cho chúng ta độ chi tiết tốt hơn rất nhiều, nhưng đánh đổi lại thì ảnh nó sẽ chân thật hơn đôi chút. Cái này nó lại là một hạn chế so với những chị em phụ nữ nào là mong muốn có một cái chiếc máy mà không cần phải chỉnh sửa ảnh quá nhiều, thì ở trên Galaxy S21 Ultra mình khuyên thật là anh em nên sử dụng những ứng dụng bên thứ ba nếu như anh em mong muốn có được những cái bức ảnh chân thực nhất, hoặc là anh em sẽ phải chỉnh tay đôi chút về giao diện camera selfie ở trên chiếc máy này. Kế đến chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng ở trên cả hai chiếc máy này. Về hiệu năng thì Galaxy S21 Plus được trang bị con chip đấy là Exynos 2100. Đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ có mức bộ nhớ RAM đấy là 8GB và chúng ta sẽ có các tùy chọn bộ nhớ trong là 128 và 256GB. Còn đối với Galaxy S21 Ultra chúng ta sẽ có sức mạnh của con chip cũng là Exynos 2100 nhưng RAM đã được thay đổi là 12GB và chúng ta sẽ có 3 tùy chọn bộ nhớ trong đấy là 128, 256 và 512GB. Mình đã chấm qua điểm AnTuTu thì mình hoàn toàn có thể nhận ra một điều, đấy là chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra nó sẽ có xung nhịp GPU cao hơn đôi chút so với chiếc Galaxy S21 Plus. Khi mà điểm GPU ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra nó chênh lệch một cách rõ rệt luôn, chênh lệch lên tới 30.000 điểm. Và về vấn đề nhiệt độ đi thì rõ ràng rằng với một cái xung nhịp GPU cao hơn thì nhiệt độ ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra nó cũng sẽ nóng hơn khá nhiều. Và trong quá trình mình test ấy, mình hoàn toàn có thể cảm nhận được cái độ nóng của nó xung quanh cái phần giải anten như thế này. Đây là một trong những cái mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta, thế nên mình cũng phải lưu ý với anh em về điều này. Cá nhân mình thì mình cảm thấy rằng cái con số chênh lệch này nó không đáng kể vì cơ bản rằng cái điểm GPU của chúng ta bây giờ chỉ cần lên tới 200.000 điểm thì chúng ta đã sử dụng hoàn toàn tốt rồi.
thôi. Còn nếu như mà để đánh giá so với thế giới Android cũng như là đối thủ, đấy là con chip Apple A14 Bionic, thì câu trả lời của mình đấy là hiệu năng này có sự thua thiệt. Về giao diện thì cả hai chiếc máy này sẽ đều được chạy trên giao diện đấy là One UI 3.1, và trong một vài video sắp tới thì bọn mình sẽ test game ở trên cả hai chiếc máy này để giúp chúng ta có thể mường tượng ra được đôi chút là hiệu năng ở trên chiếc máy này sẽ đem đến cho chúng ta khả năng chơi game như thế nào, nó có ổn định hay không. Anh em hãy nhớ theo dõi ở trên Viettel Store TV nhé. Cuối cùng đấy là về pin thì hai chiếc máy này sẽ có dung lượng pin lần lượt là 4.800 mAh và 5.000 mAh. 5.000 mAh ở trên S21 Ultra nó được duy trì từ S20 Ultra rồi. Còn đối với Galaxy S21 Ultra nó được nâng cấp lên 300 mAh từ 4.500 mAh. Để mà so sánh đi thì hai chiếc máy này với những cắt giảm về độ phân giải màn hình, và nếu như anh em mà sử dụng mắc cái độ phân giải màn hình ở trên chiếc Galaxy S21 Ultra này thì chắc chắn rằng cái thời lượng sử dụng ở trên S21 Ultra nó sẽ thua thiệt hơn so với S21 Plus. Thế nên anh em hãy tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như là cái độ phân giải màn hình để cân đối xem liệu chúng ta sẽ nên lựa chọn chiếc máy nào khi mà chúng ta sẽ có một màn hình sắc nét hơn, nhưng đánh đổi lại thì thời lượng pin của nó chắc chắn sẽ không thể nào tốt được bằng so với thời lượng pin ở trên chiếc máy này rồi. Chính xác hơn đó là để so sánh với chiếc Galaxy S21 Plus nha, để cho anh em bớt xăm soi mình. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi so sánh nhanh chiếc Galaxy S21 Plus và chiếc Galaxy S21 Ultra, đồng thời chúng ta đã mở hộp và trên tay nhanh hai chiếc máy này. Nếu như mà để tổng kết lại thì anh em là một người cực kỳ hardcore vấn đề hiệu năng cũng như là mong muốn trải nghiệm những công nghệ tiên tiến nhất của Samsung thì Galaxy S21 Ultra sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Còn nếu như không thì Galaxy S21 Plus vẫn đáp ứng cho chúng ta được vừa đủ dùng những nhu cầu tác vụ hàng ngày, với những cái cắt giảm vừa rồi thì mình thấy rằng nó không quá đáng kể trên những trải nghiệm sử dụng thực tế của chúng ta đâu. Vậy thì anh em thấy sao về hai chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe chúng mình, nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Mình là Ngọc Linh, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.